Thời gian vừa qua sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ thì Hen tham gia khá nhiều hoạt động thiện nguyện. Khi mà đi với các em HIV thì cảm thấy là rất là thương các em. Giống như là Hen không biết phải chia sẻ như thế nào nhưng mà Hen cảm thấy rất là thương và tâm huyết muốn thật sự là cùng chia sẻ với các em, cùng trò chuyện với các em. Đôi khi là các em không dám cầm tay của mình, mình phải tự giác cầm tay chia sẻ em thấy thế nào. Hay là lúc mà chơi với các em, Hen cảm nhận được là các em rất là ao ước mình thể hiện được một sự gần gũi, sự tự nhiên của mình đến với các em. Hen nhớ rất là rõ hình ảnh mà Hen ngồi nói chuyện với một em ở bãi biển. Hen cảm nhận em ấy rất là thông minh, nhưng mà không biết là em có bị rào cản hay là em ngại hay không. Nhưng mà Hen hy vọng khi mà nghe chia sẻ này, khi mà các em nghe chia sẻ này của Hen thì các em cứ thoải mái. Và Hen cũng muốn kêu gọi tất cả cộng đồng của người Việt mình, hay là Hen muốn kêu gọi tất cả mọi người, không có một cái sự kỳ thị nào dành cho những người HIV. Hay là khi mà đi chia sẻ với các em là những dân tộc thiểu số, là phụ nữ dân tộc thiểu số, thì điều mà Hen ao ước giống như là ở trong tận đáy lòng của mình á, mình ao ước là tất cả các em sau này cũng có những cái sự trưởng thành trong cái suy nghĩ các em sẽ là một người phụ nữ lựa chọn cái hạnh phúc, cái tương lai của mình một cách tốt đẹp nhất. Hay là Hen tham gia hoạt động về khi mà đi thăm trẻ trẻ mồ côi như Hen đã chia sẻ, thì lòng Hen rất là ráo rức. Hen có những sự trách những bà mẹ tại sao họ lại bỏ con mình. Hay là Hen lại đặt một cái câu hỏi là nếu mà những trẻ trẻ mồ côi đó mà càng ngày càng phát triển thì có phải là mình đang tiếp tay cho những người phụ nữ đó hay không? Thì mỗi lần mà Hen tham gia như vậy á, nó đều giúp cho Hen những cái suy nghĩ khác nhau và muốn định hướng rõ ràng hơn về xã hội của mình. Và Hen nghĩ bất kỳ tham gia một hoạt động cộng đồng nào đó thì chính bản thân mình phải hiểu cái điều mình đang làm. Và cái thứ hai đó chính là mình sử dụng những cái trái tim của mình, bàn tay của mình để có thể giúp họ, đỡ họ. Và cái điều thứ ba đó chính là sẽ giúp mình trưởng thành hơn qua những cái bài học và những cái chuyến tham gia cộng đồng đó.